Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Evodev của mình. Và đây là video thứ hai về Tailwind CSS ha. Trước khi mà bay vào hướng dẫn á, thì mình sẽ nói trước một cái vấn đề. Ở video trước mình quên nói ha, tức là Tailwind này nó phù hợp cho những cái dự án sử dụng thư viện như là React hoặc là những cái framework như là Vue hoặc là Angular. À, còn nếu mà code bình thường, giả sử các bạn làm giao diện cho một người bên ngoài đi ha, thì mình nghĩ là không nên dùng cái này. Mình nghĩ dùng Bootstrap nó sẽ ok hơn. Đó là theo quan điểm của mình ha. Tức là code cho giao diện bên ngoài. Rồi, người mới á, tức là khi các bạn mới học á, tức là các bạn học HTML CSS thì các bạn hỏi mình á, là nên học Bootstrap hay học Tailwind, thì mình khuyến khích các bạn học Bootstrap hơn là Tailwind nha. Bởi vì khi này mình có nói á, nếu mà là nó làm phù hợp trong những dự án về như là trong thư viện React hay là những cái framework nhiều view hơn là so với việc code bình thường. Tuy nhiên á, nếu các bạn thích học á, thì vẫn ok thôi, không có gì cả ha. Đó chỉ là mình nói là nếu mà mới học cơ bản thì giữa Bootstrap và Tailwind nên dùng cái nào á, thì mình khuyến khích các bạn dùng Tailwind hơn ha. Đây mình sau cái recording monitor ra để mình xem thời gian thôi. Thì ở video lần trước thì mình đã chỉ cho các bạn setup rồi, thì các bạn có thể tải GitHub về rồi chạy npm install nếu mà xong đó, chứ là nếu mà chưa cài Node.js thì cài Node.js nha. Sau đó npm install rồi npm run dev thì nó sẽ mở ra cái localhost 3001 như thế này. Rồi thì đây là một cái trang trắng chưa có gì cả, và mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cài cái extension ở video lần trước ha. Mình tắt này đi nha, mình đã chạy rồi nè, npm run dev này, nó ra localhost 3001 này. Mình đã cài cái extension là Tailwind CSS Intelligence ha. Đấy. Thì nói thật với các bạn luôn, về Tailwind á, thì mình không có giỏi ha, mình chỉ là nắm cơ bản thôi, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn những bản cơ bản, tức là muốn tìm hiểu á, để sử dụng nó như thế nào, để cho nó ok kiểu như thế ha. Rồi, thì ở đây là có cái file index là cái mà bữa demo ha. Mình xóa cái hướng dẫn đi, bởi vì các bạn có tới video này có nghĩa là các bạn đã làm được rồi. Và cái build Tailwind nó sẽ nằm ở đây. Và cái cách học nhanh nhất á, theo quan điểm của mình là làm cái UI nào đó, gặp vấn đề gì, gặp những cái gì á, thì mình sẽ nói cho các bạn luôn ha, chứ không có cần theo lộ trình gì cả. Tuy nhiên á, chúng ta còn phải đọc những cái hướng dẫn về Tailwind ở trang chủ của nó, như là tailwindcs.com/docs, thì nó sẽ có những cái hướng dẫn. Tất nhiên rồi, mình không thể nhớ hết tất cả được. Bản thân mình làm cũng nhiều nhưng mà không thể nhớ hết được, lâu lâu mình còn phải lên đây xem thử nó viết như thế nào, customize như thế nào, nên việc mình để đây là việc cũng bình thường ha. Rồi thì ở đây mình có một cái giao diện của anh Trần Mẫu Trí Tâm ha, là một idol về design của mình biết ha. Thì đây nó có một cái design, ở đây là cái hình thôi, thì chúng ta có thể mô phỏng đây là phông chữ là popping, phông chữ là popping, thì phông chữ là popping thì mình sẽ dùng Google Fonts thôi. Mình sẽ vào Google Fonts, mình tìm cái phông chữ là popping ha, popping mình setup thôi ha. Mình tìm mấy cái như là 300, 400, 600 và 700 đi ha, mình copy những cái này. Ban đêm thì mình dùng dark mode, còn ban ngày thì mình dùng light mode ha. Rồi mình sẽ để nó ở đây. Rồi mình chèn vào phông thôi chứ mình chưa sử dụng ha. Trong Tailwind sử dụng Google phông nó sẽ hơi khác với bình thường một chút. Bình thường chúng ta code CSS chúng ta sẽ code là phông family kiểu như vậy. Thì trong ngoài việc code trong Tailwind ha, chúng ta có thể code vào bên trong một cái CSS khác cũng được. Ví dụ ở đây mình, tại vì mình set từng phông cho từng cái thì nó sẽ hơi complex, tại vì mình lỡ sau này mình làm nhiều trang, mình cần set từng trang thì rất là kỳ. Mình cần tạo một file CSS nữa. Ok, ở đây mình sẽ tạo một file nữa. Mình tạo một file là app đi ha, .css như thế này thôi. Mình sẽ chèn nó vào ở trên này. Cái này là code riêng thôi, tại vì cái phong á là chúng ta sử dụng ở nhiều nơi mà. Phong family popping ha, sans serif. Đó, kiểu như thế ha. Mình sẽ sử dụng mặc định thôi. Mặc định là phong size mặc định là 16 pixel ha. Ở mặt đề 16 pixel mình cũng không cần phải set, mình set một cái dòng như thế này thôi. Đó, để sử dụng ở global ở nhiều nơi ha. Rồi lúc này á mình quay lại cái này, mình sẽ làm cái giao diện này, nhưng mà mình làm ở desktop thôi, chưa làm responsive có gì mình sẽ nói ở buổi sau ha. Bây giờ mình sẽ làm cái giao diện này. Đầu tiên á là có chữ line anywhere ha, thì nếu mà chúng ta có set thì chúng ta sẽ biết đây là màu đen, center, và font size là khoảng chừng là 20-25 gì đó kiểu như vậy, đúng không? Rồi ở đây mình sẽ code cho nó ha. Rồi mặc định á là body là bắt đầu trắng rồi. Mình tạo một cái div ha, các bạn sẽ thấy ở đây ha, một cái div này có tên là
cái trang này gọi là gì ta, mình gọi là travel đi ha, travel đi, à, travel, mình đặt travel thôi nha. Thực chất á, code Tailwind không cần đặt class kiểu này, đôi khi đặt class kiểu này cũng được, nhưng mình sẽ nói sau ở đến những cái kiến thức mà nói sau khi mà apply bên trong á, giờ apply á thì mình sẽ nói sau, à, mình đặt travel vậy thôi. Rồi ở đây á, mình sẽ dùng cái chữ này, mình sẽ dùng chữ này là H1 đi ha, H1, mình sẽ dùng H1 này, chữ là like anywhere đúng không, like anywhere. Ở thì lúc này các bạn sẽ thấy cái chữ like anywhere nó nằm ở đây, để mình xem thử là đúng cái phong chữ chưa, phong family UI sans serif hả, ok, cái này nó đè này, cái theo win CSS nó đè này thấy không, tại vì nó nằm dưới, ok thì mình đưa này xuống dưới thôi là xong, đây này ưu tiên hơn. Ở thì lúc này đúng phong chữ là theo popping rồi. Rồi lúc này các bạn sẽ thấy à cái chữ này là gì, à, cái khối bên ngoài đúng không, cái khối bên ngoài là background màu trắng là đúng rồi, nhưng nó có padding nè, padding rất là lớn đúng không, giả sử padding phía trên là 50 pixel đi, à mình bỏ mình để ha, thì padding á thì ở trong Tailwind nó sẽ bắt đầu bằng chữ P ha, chữ P như thế này đó, các bạn gạch như thế này thì nó sẽ hiện là padding ha, khi mà các bạn gọi chữ P thì nó sẽ là padding bốn hướng luôn ha, là bốn hướng luôn đó, như thế này nó sẽ có rất là nhiều giá trị. Ở đây mình sẽ dùng những cái có sẵn trước, nó sẽ có một cái, những cái nào không có sẵn thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau ha, những cái phần mà customize cần fix sau. Giả sử á, mình muốn là padding top, là mình muốn padding top thôi, hoặc là padding top bottom thôi ha, thì mình sẽ dùng là px, px là left right này, các bạn sẽ thấy là left right ha, px có nghĩa là left right, pi là padding top bottom, còn p là top right bottom left luôn ha. Đó, ở đây mình muốn sử dụng là padding top thôi thì mình sử dụng là pt ha, t có là padding top. Thì tại sao mình biết được những cái này ha, thì mình cài cái extension, cài cái extension Tailwind á thì nó sẽ gửi ra cho chúng ta như thế này, rất là tiện lợi luôn ha. Đó. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta có thể Google ở trang Tailwind CSS đây documentation á, thì nó sẽ có hướng dẫn rất là nhiều. Thì những cái khoảng cách thì trong tiếng Anh của nó sẽ là spacing, thì chúng ta có thể bấm vào mục spacing chúng ta xem này. Đó, một là cái đây, cái này là mình cần fix rồi, còn những cái có sẵn của nó ví dụ như vậy đó, mình vào mình xem đó, nó xem này thấy không, một là 0.25 RAM là 4 pixel này đó, kiểu như vậy. Thì đây là những cái mặc định của nó thiết lập, thì chúng ta có thể cần fix riêng. Cái việc cần fix như thế nào thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở những cái video sau ha. Bây giờ chúng ta làm giao diện này đơn giản cái đã. Rồi cái chữ này màu đen ha. Cái này padding top là 50, ok padding top 50 thì mình sẽ dùng là PT. Mình sẽ bấm control, bấm control, nếu mà gõ đây nó không hiện á thì các bạn bấm control cầm bấm space nha, control cầm space. Thế này nó sẽ hiện ra padding top. Ở đây nó không có 50 mà chỉ có 48 thôi, mình cứ dùng trước đi ha. Rồi sau này mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao để dùng đúng số mà mình muốn. Rồi PT 12 thì lúc này các bạn sẽ thấy là mình sẽ được là kết quả là padding top 12, tức là 48 pixel đó, các bạn thấy nè. Đó, thấy chưa? Rồi. Bây giờ cái chữ này canh giữa đúng không? Canh giữa thì mình sẽ có class là test center. Đó, test center có nghĩa là test center, chữ nó sẽ ra giữa. Đó, rồi. Chữ màu đen đúng không? Mình sẽ có là test gạch black là chữ màu đen. Mình muốn chữ nó lớn khoảng chừng 30 pixel. Mình sẽ để là test này. Đó, các bạn sẽ thấy SM là 14, base là 16, LG là 18, cứ thế. Đó, 30 là 3XL này. Đó. Rồi, ra xem thành quả này, mình sẽ được như thế này. À, chưa có giống lắm đúng không? Hình như là lớn hơn 30 lần. Hình như là 5XL coi. 5XL là tầm 48 pixel. Đó, thì lúc này chúng ta làm, chúng ta so sánh thôi. Đó, giống rồi đó, nhưng mà nó chưa đậm đúng không? Muốn đậm á, thì mình sẽ dùng những cái là phong ha. Giả sử như là sans serif này, những cái này là cần fit mình sẽ chỉ sau ha. Mình bây giờ mình dùng những cái cơ bản của đã. Đó, xem semi bow là 600, medium là 500, bow là 700, extra bow là 800, black là 900. Ở đây mình muốn dùng là bow thì mình sẽ dùng là phong bow như thế này. Đó, thì lúc này mình sẽ được kết quả như sau. Hơi đậm ha, mình nghĩ là semi bow là hợp lý hơn. Thì mình sẽ sửa lại semi bow như thế này. Đó, thì cái việc dùng class như vậy đòi hỏi các bạn phải có kiến thức về CSS. Mình nói từ đầu đó, tức là các bạn phải có kiến thức về CSS rồi, cơ bản rồi thì bạn mới dùng được ha. Chứ nếu mà các bạn không có tư duy về layout, không có kiến thức về CSS gì cả thì sẽ rất là khó dùng. Thì cũng giống như là mình code CSS thôi, thay vì mình code CSS trong file thì mình sẽ sử dụng những cái class có sẵn như thế này. Ở lúc này mình sẽ được kết quả như sau. À, rồi bây giờ các bạn sẽ thấy là nó có khoảng trống ở dưới, thì đó chính là margin bottom. Thì margin là viết tắt của chữ M, còn bottom là chữ B. Thì nếu margin bottom thì mình sẽ dùng là MB. Đó, giả sử mình muốn margin bottom là 20, mình sẽ để MB. Các bạn xem này, đó, nó sẽ hiện ra đây cho các bạn này ha, thấy không? 4 pixel này, đó.
8, 12, 16, 20 đi ha, là MB5 như thế này. Lúc này mình sẽ được kết quả như thế này. Đó. Rồi bây giờ mình xem cái thử là keep calm and travel on đúng không? Là cái này mình sẽ để H2 đi. H2. Đó, mình có code được. Rồi mình cứ code trước đi ha. Keep calm và travel on. Như thế này. Đó. Đây nó sẽ nằm ở đây đúng không? Đáng lẽ nó nằm center. Ok, thì chắc các bạn cũng biết rồi. Center thì là class là. Cái việc này là nhớ class thôi. Một khi mà các bạn nhớ tất cả class luôn á, hoặc là những cái hay dùng nhất thì các bạn gọi giống như là đúng rồi luôn á. Test center. Phong get thing ha. Normal ha. Là line đi ha. Line là mỏng 300. Rồi. Test get 20 pixel là bao nhiêu? 20 xl. Đó, kiểu như vậy. Test get gray. Đó, gray nó có sẵn những cái này. Nếu mà những cái nào không có thì mình sẽ config. Cái việc config như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn ở những cái video sau nhé. Bây giờ mình sử dụng gray 400, 300 đi ha. Như thế này. Rồi, ra xem thành quả nào. Đó, cũng khá là giống ha. 300 hơi lạnh. Thêm 500 đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình được kết quả như thế này ha. Khá là ngon ha. Cái chữ ở trên mình thấy nó hơi to á, mình thấy à, mình giảm xuống đi ha, 4XL đi, thì mình thấy nó giống với thiết kế hơn một chút. Đó, mình sẽ được như thế này, các bạn thấy chưa? Đó, thì các bạn thấy nè, khi mà chúng ta gọi như vậy á, thì chúng buộc chúng ta phải nhớ class. Cái nhược điểm của nó đó chính là class quá nhiều ha, làm các bạn bị rối. Nhưng mà sao ha, nhưng mà nó sẽ đỡ cho các bạn phải việc là không cần phải nhớ việc đặt tên. Xung đột, giả sử các bạn code một team rất là nhiều file, các bạn đặt tên, giả sử các bạn đặt travel, ở đâu đó cũng đặt travel, rồi code trùng hàng chỗ này đích lên, chỗ đích lên lock, inline flash các kiểu, nó sẽ đè lên nhau như vậy. Và khi mình code như vậy thì nó sẽ không bị xung đột cái đó. Hiện nay cũng rất là nhiều người dùng rồi, bản thân mình trước đây cũng rất là ghét nó, nhưng mà sau một thời gian dùng vô dự án á thì mình thấy rất là ngon nên là mình quyết định làm cái series này cho các bạn á. Rồi tiếp tục ha, mình sẽ được như thế này. Như vậy là mình đã làm xong H1 và H2, tức là hai cái này đúng không? Thì ở đây mình mới dùng ở mức cơ bản thôi ha. Tiếp tục á, mình sẽ có mà cái bottom ở đây khoảng chừng là khoảng 30 ha, 30 hoặc 40. Thì mình sẽ có là mà cái bottom đó là MB này, các bạn gõ tìm cái nào ở 40 đúng không? Là MB10. Đó. Rồi, lúc này các bạn sẽ chưa thấy gì bởi vì nó mà cái bottom nó chỉ đẩy xuống thôi. Các bạn sẽ thấy ở đây ha. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái giao diện này. Thì cái này các bạn thấy nếu chúng ta làm flashbot hay grid cũng được ha. Thì khoảng trống giữa tụi nó mình cho là 25 đi. Thì mình nếu mình dùng grid thì mình sẽ chia ba cột là repeat 1 2 3 đúng không? Đó, thì lúc này mình sẽ tạo một cái list đúng không? Mình sẽ dùng một cái div. Div này. Class grid thì mình sẽ dùng là grid ha. Rồi các bạn gọi grid này. Khi các bạn gọi grid gạch ngang á, nó sẽ gửi ra cho các bạn này. Call 1 là repeat 1 này, call 2 là repeat 2, rồi call 3 là repeat 3. Như thế này thì lúc này mình sẽ tạo ra ba cột bằng nhau, mỗi FA, mỗi A, mỗi FA. À. Gap này. Gap này là row và column luôn, mình dùng. Ở các bạn muốn column á, thì là x ha, còn muốn x có nghĩa là trục ngang, còn y là chiều dọc đó ha. Ở thì lúc này là column gap này là x ha. Bạn muốn bao nhiêu? 24 đi ha, 24 đi. Đó, như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy này, tại sao mình nói các bạn là khi mà code những giao diện bên ngoài không nên code theo win mà nên code ở trong những dự án như là Vue hay Angular hay là React. Bởi vì khi mà code những cái với thư viện hay là framework á, thì ở trong những cái thư viện hay framework đó nó có những cái method hay là những cái phương thức á để nó loop ra ha, để nó loop ra. Ví dụ như Vue.js á thì nó sẽ có một cái là ví dụ như là v4. Đó, v4 thì trong Vue.js nó sẽ lặp ra từng cái phần tử giống nhau. Đó, ví dụ nếu các bạn code thuần đúng không? Các bạn nghĩ đi, ở đây bây giờ mình sẽ làm này. Sau đây các bạn mình nói hay lặp tí nha. Bây giờ mình sẽ làm cái này đúng không? Rồi các bạn phải copy cái này ra thành ba cái. Có phải mỗi lần mà cái này lỗi một phát các bạn phải đi tìm chỗ sửa rất là mệt đúng không? Đó. Thì nếu mà code trong những cái như là Vue hay React đó thì nó sẽ có một cái, nó sẽ dùng loop, tức là dùng kiến thức trong JavaScript, dùng for loop hay là dùng map các kiểu để duyệt ra. Thì lúc này nó chỉ hiển thị là một phần tử thôi, nhưng mà duyệt ra thành ba cái, và khi sửa chỉ sửa một chỗ thôi, hiểu không? Còn nếu mà chúng ta viết thuần như thế này thì chúng ta phải sửa ba chỗ lận nếu mà lỗi hay gì đó, rất là cực ha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ có một cái hình. Hình đúng không? Thì mình sẽ để cái hình đó trong cái div image ha. Mình sẽ dùng trên unslash đi nha các bạn. Unslash. Rồi mình sẽ dùng hình này đi ha. Còn mình sẽ để hình này vô như bình thường.
Đó, tức là cái này là được cái hình rồi đúng không? Rồi tiếp tục mình sẽ có cái tiêu đề. À, cái tiêu đề của nó là mình để là H3 đi ha, H3 ở đây là cái chữ gì? Enjoy the gray code. Ok. Enjoy the gray code. Tiếp tục ha. Mình sẽ có một cái chữ span ha. 6.6789 property. Ok, mình sẽ dùng span nhé. À, mình sẽ là 6.789 property ha. Đó, như thế này. Đó, mình khoan copy vội nha, mình code xong một cái rồi mình có thể copy. Lúc này các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như sau ha. Nhưng cái thằng list này nó không có nằm sát trong đây. Nó có mark width các bạn thấy không? Mark width và nó center. Đấy, thì cái thằng này này nó sẽ có mark width ha. Mark width ha. Đó, cái mình để một số bất kỳ thôi, mình để khoảng 1024 1280 đi ha. Và auto á thì các bạn sẽ dùng là auto có nghĩa là margin left auto và margin right auto ha. Thì margin left và right thì mình sẽ dùng là mx ha. Margin á là m, x là trục ngang này. Thì lúc này mx có nghĩa là margin left và margin right. Đó, margin left auto như thế này thì mình sẽ được là canh giữa. Thì các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như thế này, thấy chưa? Đó. Đây mình nổi ra cho các bạn này ha. Rồi, thì các bạn thấy ở đây hình nó sẽ có border radius đúng không? Thì mình sẽ cho một chiều cao nhất định thôi. Ở đây giả sử mình cho là cái div này, div là cái hình này ha, mình sẽ cho là class là hey. Hey mình để bao nhiêu đây? Đó, nó có rất là nhiều số, mình để khoảng chừng là 384 luôn đi, để maximum luôn. Thì lúc này khi mình để hay như vậy đúng không? Thì cái hình của mình phải là phủ hết cái khung đó. Thì mình sẽ có class là gì? Mình sẽ có là full đúng không? Width 100%, mình hay code đó, width là full này. Width full có nghĩa là 100% ha. H gạch full có nghĩa là hay 100%. Đấy, rounded. Mình muốn bo góc mà. Bo góc tầm 8 pixel đi. Và lúc này các bạn cần thiếu một cái gì nữa? À, object fit cover đúng không? Object cover. Đấy, thì lúc này mình sẽ được kết quả. Đó, mình sẽ được kết quả như thế này này, thấy chưa? Tức là nó sẽ được bo góc ha. Đấy, như thế này. Rồi. Chỗ này hình như mình để là vậy nó hơi lớn ha. Để 6 đi cho nó nhỏ lại một tí, cho nó ốm lại, cho nó đẹp ha, cho giống với thiết kế một chút. Thì mình sẽ được kết quả như thế này. Đúng chưa? Tức là mình đã làm xong cái hình rồi, các bạn có thể bấm này. Bấm vào đây các bạn thấy này ha. Này, object fit cover này, border radius 0.5 rem, width 100% hay 100%. Chỗ này là hay 96 là 384 là hay 24 rem đó. Rồi. Tiếp tục mình sẽ có margin bottom của cái chữ đó ha. Margin bottom khoảng là 20 pixel đi của cái hình đó chứ ha. Xin lỗi các bạn nha. Cái hình. Thì mình sẽ dùng là MB. MB 20 pixel là 5. Thì thường là nó là đơn vị mặc định ở trong theo win là 4 á, thì 5 sẽ là 5 nhân 4 bằng 20. Đó, mình hay nhớ như vậy. Rồi bây giờ đến cái chữ này. Cái chữ á thì nó sẽ có là class là text center. Phong chữ của nó là khoảng là 500 đi ha, là phong gạch semi bold. À, 600 là 500 sẽ là medium ha. Medium. Rồi test của nó khoảng là bao nhiêu pixel đây? 24 pixel đi. Cái này. Ra ngoài xem thành quả. 24 hơi to đó ha. Mình nghĩ là tầm XL thôi, tức là tầm 20 ha. Thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, nó khá là giống rồi. Đó. Rồi. Nó vẫn to quá ha, mình thấy vẫn to. Để 18 thôi. Đó. Và lúc này nó có MB khoảng 10 pixel, 12 pixel đi, là để MB 3. Như thế này. Rồi span cũng vậy, span. Thì span là thẻ inline, mình không để text center được, cho nên mình cần biến nó thành block. À, thì lúc này mình sẽ dùng là block này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là block có nghĩa là display block. À, text center là canh giữa. À, rồi màu xám đúng không? Text của ray khoảng chừng là 400. 300 400 đi, đó như thế này. Là chữ nó rất là nhỏ thì mình sẽ dùng là text gạch sm là 14 pixel như thế này. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như sau. À, cái mình quay lại cái gap này, gap 6 hơ mình còn nhỏ quá. Cho nó bóp lại tí cho nó cao cao tí cho nó đẹp ha. Đó, lúc này mình đã làm xong rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ copy nó thành ba cái này. Đây, đây. Đó. Đó, thì lúc này mình đã làm xong cái giao diện đó rồi, các bạn thấy không? Mình ví dụ nha, lỡ một trong ba cái này lỡ code hay giao diện nó thay đổi thì các bạn có phải là các bạn phải sửa đi từng cái không? Rồi các bạn phải copy lại.
đó đó là đối với khi nào mình có nói đi nói lại vấn đề là à, mình nếu mà mình cố tình như thế này à, còn nếu mà làm những dáng khi này mẹ nói thì có những cái phương thức để nó lúc ra rất là nhanh rồi à. Thì nếu những bạn đang học về React hay là Vue thì chắc chắn các bạn cũng biết ha. Đó thì khi chúng ta cố tình như thế này thì nó lỡ được sau này lỗi hay đổi giao diện thì chúng ta phải sửa sửa lại ba cái luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái framework hay thư viện thì chúng ta chỉ cần sửa một lần thôi, chủ yếu là sửa ở đây thôi là được rồi, thì mình lúc mà mình duyệt ra ba cái giống nhau thôi đó đó thì mình sẽ được kết quả như thế này. Các bạn thấy không, cùng ngăn lành gắn đào chứ hả, đấy như thế này. Nhưng mà chưa có responsive ha, responsive thì mình sẽ để buổi sau mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Đó, thì cái theo bên này nó sẽ video này cái series này á nó sẽ rất là dài, nó sẽ có rất là nhiều video bởi vì mình muốn mỗi video sẽ là một cái nhỏ nhỏ thôi để các bạn nắm vững chứ không làm quá nhiều. Như cái video này thì mình mới tìm hiểu qua những cái cơ bản thôi, là tìm hiểu như là grid này rồi margin rồi test rồi phong rồi chữ à, các kiểu thôi, chỉ là cơ bản thôi à. Ở video lần tới á, thì chúng ta sẽ làm responsive à, responsive. Nếu mà video lần tới làm responsive nhanh quá thì mình sẽ chỉ thêm cho các bạn cái config, tức là giả sử những khoảng cách này nó không có ở trong Tailwind thì làm sao để mình thêm vào. Giả sử trong thiết kế khoảng cách đó là 50 nhưng mà trong Tailwind nó không có 50 thì làm sao để làm được việc đó đó. Thì ở video tới mình sẽ chỉ cho các bạn cái đó nha. Rồi thì cái video này nó chỉ tới đây thôi. Cái source code thì mình sẽ put lên trên GitHub để cho các bạn tải về tham khảo nhé. Đó, đặc biệt là các bạn mới. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong cái giao diện này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ buổi tiếp theo trên channel của mình nha. Nếu thấy hay thì nhớ like và share, subscribe giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành và mạnh khỏe trong mùa dịch nha.